cả các bạn. Ở trên màn hình các bạn đang quan sát đó là cây PX730, một trong những cây đàn của hãng Casio, được sản xuất tầm khoảng 2011. Như vậy là cách thời điểm hiện tại tầm khoảng 10 năm này các bạn. Là một trong những mẫu có thiết kế gọn gàng và tinh tế. Mẫu này cũng được rất là nhiều bạn trẻ yêu piano lựa chọn, phù hợp với những bạn có những căn phòng nhỏ xinh xắn. Cây đàn cũng được làm từ gỗ ép cao cấp các bạn ạ, và có đầy đủ 3 chân bê đan. Chúng ta cùng tìm hiểu một số cổng kết nối của cây đàn. Ở phía bên tay trái dưới gầm đàn, chúng ta thấy có hai cổng phone. Phía bên phải chúng ta thấy có một cổng, đây là cổng kết nối mới USB để có thể kết nối với máy tính, chúng ta có thể thu âm và làm nhạc. Phía bên tay trái chúng ta thấy hãng có thiết kế rất là gọn nhẹ những núm chức năng. Ở đây là volume, các bạn có thể điều chỉnh to nhỏ của âm lượng. Rồi ở đây là nút function. Rồi kế tiếp là một số nút demo hoặc là một số bài hát được ghi mẫu. Tiếp đến là phần ghi âm. Ở đây là metronome, các bạn có thể sử dụng để gõ nhịp. Ở đây là một số tiếng như là tiếng piano, rồi tiếng air piano. Trên cây đàn này thì một số chức năng sẽ được tích hợp với tổ hợp phím và sử dụng một số phím đàn để chúng ta có thể điều chỉnh các chức năng. Ví dụ như ở đây các bạn có thể điều chỉnh tempo. Ở đây thì chúng ta thấy có thể chọn các bài nhạc mẫu. Ở đây là chúng ta thấy có một số tiếng, ví dụ như nhóm tiếng là grand piano, rồi air piano, rồi happy joy, rồi đàn bèo, có đàn organ nhà thờ, rồi đàn string, rồi bass. Ở đây chúng ta cũng có thể điều chỉnh được độ sáng tối của âm thanh, volume của những bài nhạc mẫu. Rồi chúng ta có thể chỉnh được volume của metronome, rồi tốc độ của metronome. Và chúng ta cũng có thể chọn được độ thớt của phím đàn. Ở đây thì có một cái nút để chúng ta kết nối với cái cổng USB mới để chúng ta có thể kết nối với sao card máy tính để làm nhạc hoặc thu âm. Bây giờ mình sẽ demo một số tiếng của cây đàn PX730 cho các bạn nghe. Phần trầm các bạn nghe nhé. Tiếng rất là đầy và ấm, chắc chắn. Nghe rất là rên các bạn. Nghe nó rất là đầy và rên. Casio, cho nên là âm thanh và phím mình đánh giá là khá là hay rồi. Phím cũng rất là tốt. Bây giờ mình sẽ demo một số bài cho các bạn nghe. PX730 này để chúng ta có thể tham khảo. Mình thấy với những bạn có căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh thì các bạn có thể lựa chọn cái này, vì cái này rất là nhỏ. Rồi về phím và âm thanh thì mình khá là hài lòng.
trong phân khúc này thì mình khá hài lòng. Vậy nếu như các bạn đang có những phân vân hoặc cần lựa chọn hoặc cần về tư vấn mua đàn thì các bạn có thể liên hệ với nhạc của Anto Music để được tư vấn và hỗ trợ tối đa nhất. Hoặc các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0943633281. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.